chúng ta xây kênh YouTube bằng AI á thì chúng ta có thể kiếm được tiền, có thể bán được hàng hay không ha. Đa phần đó là Long đang hướng các anh chị theo cái hướng này ha, có nghĩa là xây kênh YouTube để chúng ta bán hàng chứ không phải là xây kênh YouTube để mà chúng ta kiếm tiền với YouTube ha. Các anh chị có thể phân biệt rõ ràng hai cái này ha. Đây là ví dụ như đa phần á, người ta xây kênh YouTube á, là người ta kiếm tiền với quảng cáo YouTube. Là ví dụ như kênh VTC Now đi, khi chúng ta vừa mở video lên á thì các anh chị sẽ thấy là có quảng cáo xuất hiện liền. Đó, đây là cái quảng cáo nè. Đó thì đa phần người ta xây kênh YouTube á, để người ta kiếm tiền với YouTube bằng cách là đặt quảng cáo lên video ha. Nhưng mà Long không hướng các anh chị theo cái hướng này, mà Long đang hướng các anh chị theo cái hướng là chúng ta xây kênh YouTube để chúng ta bán một cái sản phẩm dịch vụ nào đó ha. Long ví dụ như bây giờ mình mà xây kênh YouTube á, mà kiếm tiền với YouTube á, thì một cái click như vậy á, ví dụ như cái quảng cáo này mà Long click vào cái quảng cáo này một cái thì cái người mà xây kênh YouTube này họ chỉ nhận được một số tiền rất là nhỏ thôi, cái ví dụ như là tầm khoảng 0,001 gì thôi, 0,001 đô á ha, nói chung là không có nhiều tiền lắm. Nhưng mà với một số lượng view lớn ha, ví dụ như cái video này thôi đơn giản là chúng ta đã có 11.000 lượt xem rồi đó, thì chúng ta có thể là kiếm được nhiều tiền hơn ha, nếu như mà video chúng ta có nhiều người xem. Đấy, chính vì thế nếu như mà các anh chị xây kênh YouTube để kiếm tiền với YouTube á, thì chúng ta nên xây dựng những kênh YouTube mà ở dạng giải trí thì chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ha. Chứ bây giờ mà các anh chị vừa xây kênh YouTube muốn bán hàng mà vừa xây kênh YouTube mà muốn kiếm tiền với YouTube nữa thì nó sẽ hơi khó cho cái việc tìm chủ đề nha các anh chị. Đấy, ý của Long có nghĩa là nếu như chúng ta kiếm tiền với YouTube bằng cách đặt quảng cáo á, thì chúng ta phải lựa những cái chủ đề nào mà nó có nhiều lượt xem, đặc biệt đó là những cái chủ đề về giải trí ha, du lịch đó, thì sẽ có nhiều người xem hơn, ăn uống cái kiểu thì có nhiều người xem hơn. Còn nếu như mà các anh chị xây dựng kênh YouTube là review sản phẩm các kiểu này thì nó sẽ ít người, hoặc là kênh YouTube mà chia sẻ kiến thức các kiểu á, thì nó lại ít người xem nha các anh chị. Cho nên đó là những kênh đó thì nó phù hợp cho việc các anh chị bán sản phẩm hơn. Quay lại cái chủ đề chính, đó chính là bây giờ chúng ta xây kênh YouTube thì chúng ta có bán được hàng hay không ha. Long đang nói về cái việc bán hàng thôi, không nói về việc kiếm tiền ha. Kiếm tiền với YouTube bằng cách quảng cáo á, thì bây giờ để làm để biết là có bán được hàng hay không á, thì là cái video có nhiều lượt xem hay không. Thì các anh chị thấy là khi mà chúng ta có view á, thì chúng ta sẽ bán được hàng ha. Ở đây là một kênh nhỏ thôi ha, còn rất là nhiều kênh lớn khác họ dùng AI vẫn có view rất là lớn ha. Tao ví dụ như hôm bữa Long có đăng lên nhóm mình á, một cái kênh YouTube. Đây cái kênh YouTube mà top 5 này ha. Đây các chị thấy đây là một kênh YouTube mà họ xây để họ bán hàng ha, cụ thể là họ kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết với Amazon nha các chị. Ví dụ như một video gần nhất đây họ làm một ngày trước nè, là đăng một cái là đã có 1.000 lượt xem rồi. Hoặc là video Long Lít vào hàng phổ biến nhất đi, đây cái video này của họ này các chị thấy này là 1,2 triệu lượt xem đấy, và họ đang review một sản phẩm luôn ha, là video này video review luôn á, mà đã có gần 1,2 triệu lượt xem. Mà chúng ta tính trong đó chỉ cần 1% người ta mua hàng thôi á, thì người ta thì cái người này họ đã bán được đấy, họ còn bật được quảng cáo với YouTube này các chị thấy không. Đấy, họ vừa kiếm tiền với YouTube được này, họ vừa kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết được luôn ha. Đấy, giờ thấy này, ở trong này họ đặt link tiếp thị liên kết rất là nhiều này đó, các giờ thấy chưa. Và cái người này á là họ đang kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết với Amazon nha các chị đó, kiếm tiền liên kết với Amazon ha. Như vậy là chúng ta có thể giải đáp được một câu hỏi, đó chính là chúng ta xây kênh YouTube bằng AI chúng ta có kiếm được tiền hay không ha. Có nghĩa là có bán được hàng hay không, thì các anh chị sẽ thấy là có rất là nhiều kênh mà họ xây bằng AI và họ có được rất là nhiều view ha. Đó, và từ cái việc mà có rất là nhiều view này thì người ta sẽ click vào những cái link trong phần mô tả này để mua hàng ha. Thì đương nhiên như thế này, đương nhiên là chúng ta nếu như mà chúng ta làm video chuyên nghiệp á, chúng ta quay dựng review các kiểu mà cùng với một cái lượt xem như thế này này, thì đương nhiên là đối với những cái video mà quay dựng chuyên nghiệp như vậy á, thì chúng ta sẽ bán được hàng nhiều hơn, chắc chắn là như vậy ha. Khi cái nội dung chúng ta hấp dẫn hơn, đẹp hơn thì chúng ta sẽ bán được hàng nhiều hơn. Nhưng mà các anh chị thấy là để mà quay dựng rồi edit thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian công sức để mà chúng ta làm ra một video như vậy ha. Đấy, trong khi video AI thì chúng ta làm nó sẽ đơn giản hơn ha. Đấy, cho nên là
nếu mà quay dựng các kiểu á, thì ví dụ một ngày cùng lắm chúng ta làm được một video à, mà các anh chị làm liên tục trong vòng một tháng mà ngày nào các anh chị cũng quay dựng edit rồi các anh chị đăng lên YouTube đi, các anh chị thử làm một tháng đi, nó sẽ rất là cực luôn á. À, nhưng mà đối với việc làm AI á, thì một ngày chúng ta ra một video bằng AI á, nó đơn giản hơn rất là nhiều hơn các chị. Đấy, cho nên chúng ta cần phải xem giữa cái công sức mà chúng ta bỏ ra và cái lợi nhuận chúng ta thu lại nó có đáng hay không ha. Đấy. Thì ở đây Long không phải là khuyến khích các anh chị là cứ dùng AI thôi không ha, mà các anh chị cứ tập làm quay dựng video chuyên nghiệp cũng tốt nha các chị. Rồi ha, đó là cái câu hỏi đầu tiên ha, đó chính là chúng ta có kiếm được tiền từ cái việc mà chúng ta xây AI không ha, kiếm tiền bằng cách là bán hàng á ha. Rồi, còn với cái việc kiếm tiền với YouTube thì sao ha? Đây thì như các chị thấy là cái kênh này cũng vậy ha. Kênh này họ bật được kiếm tiền với YouTube luôn nè. Đó. Là họ hiển thị quảng cáo lên video của họ được bình thường nha các chị. Đấy, nhưng mà ở đây á, Long không khuyến khích các anh chị ha. Không khuyến khích các anh chị là sử dụng AI để mà các anh chị xây kênh YouTube kiếm tiền. Tại vì á, YouTube nó có một cái chính sách đó chính là không được phép sử dụng những công cụ bằng trí tuệ nhân tạo và tạo ra những video hàng loạt để có thể kiếm tiền với YouTube nha các anh chị. Đó, cho nên đó là Long không khuyến khích các anh chị sử dụng AI để mà các anh chị có thể xây kênh YouTube kiếm tiền với YouTube nha. Chúng ta chỉ nên sử dụng AI để chúng ta xây kênh YouTube bán hàng thôi ha. Đấy, và nếu như mà chúng ta đủ điều kiện bật kiếm tiền thì các anh chị cũng có thể bật kiếm tiền để kiếm tiền với YouTube ha. Đấy, giống như kênh này chẳng hạn, cái kênh mà Long vừa mới ví dụ cho các anh chị là họ xây kênh YouTube với mục đích là họ kiếm tiền với tiếp thị liên kết nha các anh chị. Đây nè, những video, những cái link trong phần mô tả thì đều là link tiếp thị liên kết với sàn Amazon nha các anh chị. Và khi mà cái kênh này nè, họ đạt là 100.000 người đăng ký nè các anh chị theo. Có nghĩa là các anh chị đạt 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem thì các anh chị sẽ được bật kiếm tiền với YouTube ha. Thì cái kênh này họ mới bật nha các chị. Cho nên là cái mục đích ngay từ đầu của cái kênh này là họ không phải kiếm tiền với YouTube ha. Ngay từ đầu họ đã muốn kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết rồi, họ muốn bán hàng chứ họ không muốn kiếm tiền với YouTube ha. Nhưng mà do YouTube do họ đủ điều kiện bật kiếm tiền thì họ bật luôn, thì kiếm thêm được cái đồng nào thì hay đồng đấy các chị. Cho nên là họ bật kiếm tiền với YouTube luôn ha. Cho nên đó là khuyến khích các anh chị là nếu mà sẽ xây dựng kênh YouTube bằng AI á, thì các anh chị không nên kiếm nên đặt nên không nên kiếm tiền bằng cái việc là kiếm tiền YouTube đâu. Các chị nên kiếm tiền bằng cái việc là bán hàng thì hay hơn ha. Bán hàng thì chúng ta có lượt view ít hơn, nhưng mà một người họ click vào mua hàng thì chúng ta vẫn có nhiều tiền hơn nha các chị. Đấy, thì cái câu trả lời câu hỏi về cái chính sách với YouTube á, thì có kiếm tiền được với YouTube bằng cái AI không ha, thì câu trả lời là vẫn có thể kiếm tiền được nha các chị. Đấy, có vi phạm chính sách với YouTube hay không, có thể là chúng ta sẽ bị vi phạm chính sách là sử dụng AI để chúng ta có thể sản xuất video ha. Nhưng mà các chị thấy này, chúng ta sẽ không bị xóa kênh nha các chị. À, ví dụ như các chị bật kiếm tiền với YouTube đi, cùng lắm là YouTube nó sẽ tắt kiếm tiền của chúng ta thôi ha, còn cái kênh YouTube thì nó vẫn sẽ tồn tại nha các chị. Lúc đó các chị vẫn có thể bán hàng bình thường ha. Cho nên nếu như mà các chị chỉ xây kênh YouTube để bán hàng thôi thì không vấn đề gì cả. Long ví dụ như hồi hồi chiều Long có gửi cho các chị một cái video của Tuổi Trẻ này, các chị thấy không? Video này của báo Tuổi Trẻ nha, và họ sử dụng AI để họ tạo ra cái video này nha các chị. Họ sử dụng AI để họ tạo ra cái video này. Đấy. Nếu như mà các anh chị nào mà nghe cái giọng AI á, là các anh chị biết liền à, thì cái video này nè, cái phần quay dựng á thì là hình ảnh mà Tuổi Trẻ quay ha, nhưng mà cái phần thuyết minh là do AI đọc nha các anh chị. Có nghĩa là có thể là họ đã chuẩn bị một cái bài phát biểu, một cái dòng mô tả, rồi sau đó họ cho AI đọc nha các anh chị và họ lồng vào ha. Đó, như vậy là họ đã có một video đưa tin tức này, và các anh chị thấy là thu hút là gần 78.000 lượt xem chỉ trong vòng 9 giờ thôi ha. Đấy, các anh chị cũng có thể xây một kênh YouTube về tin tức á, là chúng ta có thể làm như thế này. Nhưng mà kênh tin tức thì chúng ta cũng không bán được hàng gì nhiều với chị, mà chúng ta sử dụng tin tức trên các trang báo mà chúng ta làm thành video cũng vi phạm chính sách của YouTube luôn ha. Nó được gọi là sử dụng những cái tài liệu đã có sẵn để làm video ha. Như vậy thì không được nha các chị. Có nghĩa là ở đây á, là các chị không sáng tạo gì thêm, mà các chị chỉ cần dùng một cái
bài viết ở trên internet và các anh chị chuyển nó thành video á, thì YouTube không không cho phép việc đó ha, và YouTube sẽ đánh vi phạm mình ha. Cho nên vấn đề đây là các anh chị phải sáng tạo ha, phải tạo ra nội dung mới trên YouTube á, thì YouTube nó sẽ không đánh các anh chị vi phạm ha. Còn nếu như mà các anh chị đi lấy bài báo người khác mà các anh chị chuyển thành video thì cái đấy cũng gọi là vi phạm chính sách nha các anh chị. Rồi thì cần làm cái gì ha, cần làm cái gì thì Long có một số cái lời khuyên các anh chị này ha. Các anh chị đừng có tối ngày chỉ sử dụng AI ha, không nên tối ngày chỉ sử dụng AI không, mà ví dụ như là các anh chị có thể lồng giữa việc là mình làm AI này, rồi lâu lâu đó thì mình sẽ ra một video mình quay, mình giới thiệu, mình nói chuyện trên cái kênh của mình ha. Đấy, như vậy thì nó sẽ tốt hơn là thay vì là toàn bộ cái kênh đều làm bằng AI không nha các anh chị. À, ví dụ như một số cái kênh, ví dụ kênh của Long cũng vậy này, kênh này của Long thì Long lâu lâu thì Long cũng quay phim ha. Đấy, Long quay video, Long giới thiệu cái này cái kia cái kiểu này đây ha, đây là video Long quay này đó. Rồi song song đó thì Long cũng làm những video đây ha, đây là video này, là video làm bằng AI này, video này ha, rất là nhiều video làm bằng AI ở đây ha. Đấy thì lời khuyên là gì, là các chị nên xen kẽ ha, ví dụ như là các chị vừa làm AI này, lâu lâu thì các anh chị sẽ quay phim để các anh chị giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của các anh chị ha.